cấy ghép implant và ghép xương. Trong trường hợp hàm bị khiếm khuyết hoặc thiếu xương, giải pháp duy nhất là ghép xương. Mục đích chính là tạo đủ xương để hỗ trợ trụ implant, như phục hình bằng All-on-4 và mini implant. Quy trình ghép xương là cần thiết nhằm đảm bảo độ bền và ổn định cho trụ implant. Phẫu thuật ghép xương tạo một dàn hỗ trợ chung quanh khu vực xương bị tiêu, cho phép các tế bào của cơ thể thâm nhập và bắt đầu quá trình tái tạo. Nhằm tăng thoải mái xuyên suốt quá trình, khách hàng sẽ được gây mê trong phòng phẫu thuật khép kín, được trang bị hệ thống oxy cao áp và luôn có đội ngũ bác sĩ gây mê hồi sức túc trực. Đây là ưu điểm vượt trội của viện cấy ghép implant, mang lại cho khách hàng một ca phẫu thuật cấy ghép implant an toàn tuyệt đối. Quá trình cấy ghép có thể kéo dài từ 7 đến 9 tháng để xương hồi phục hoàn toàn và đủ chắc chắn để cắm implant. Trong suốt thời gian chờ, khách hàng sẽ được cho sử dụng răng tạm và các bác sĩ tái khám định kỳ. Tất cả là nhằm phục vụ cho mục đích là cấu tạo một hệ thống hỗ trợ lý tưởng cho răng phục hình của khách hàng, đảm bảo chúng không những thẩm mỹ mà còn bền chắc dài lâu.